VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, sau một thời gian tập trung đầu tư cho Hải quân Không quân, có nguồn tin cho rằng 5 năm tới đây sẽ là nhiệm kỳ đầu tư cho lực lượng lục quân. Tuy nhiên ngân sách Việt Nam có hạn, chưa đủ khả năng để mua sắm nâng cấp trang bị cho tất cả các binh chủng trong lục quân cùng lúc. Vậy khả năng lực lượng nào sẽ được ưu tiên nâng cấp trước trong đợt đầu tư cho lục quân tới đây? Qua tin tức mà các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đã đưa trong thời gian vừa qua, Chúng ta có thể nhận thấy vấn đề nâng cấp cho lực lượng lục quân đã bắt đầu được bàn đến. Trong vấn đề nâng cấp trang bị cho lục quân, số lượng tin tức nói về lực lượng xe tăng khá nhiều. Một số tờ báo của Việt Nam như Đất Việt, Soha New, hoặc các trang mạng như Vietnam Defense đều đã từng đưa tin về việc Việt Nam quan tâm tới xe tăng T90 từ lâu. Gần đây, trang Soha News còn có bài bình luận có khả năng Việt Nam chuẩn bị mua một số lượng vài tiểu đoàn xe tăng T90 phiên bản MS để đánh giá tính năng kỹ chiến thuật cũng như sự phù hợp với quân đội Việt Nam trước khi mua với số lượng lớn. Các bài báo của đất Việt Soha đã khiến một số trang mạng nước ngoài như Defense Blog của Ukraine, Defense.pk của Pakistan và Sina của Trung Quốc đồng loạt đăng bài nhận định khả năng Việt Nam sẽ mua xe tăng T-90MS của Nga. Hôm 5 tháng 6, mạng quốc phòng Defense Blog của Ukraine đã có một bài với tựa đề Việt Nam đang xem xét mua xe tăng T-90MS. Theo bài báo này, Do thời gian vừa qua Việt Nam tập trung chủ yếu nguồn lực cho việc hiện đại hóa không quân và hải quân, cho nên lực lượng tăng thiết giáp của lục quân đến hiện tại vẫn chủ yếu sử dụng các loại xe tăng T-54, T-55 và T-62 đã lạc hậu. Không chỉ so với thế giới, mà ngay cả khi so sánh với một số nước trong khu vực như Thái Lan, lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam cũng đã lạc hậu, bởi vì Thái Lan đã nhập khẩu các xe tăng T-84 từ Ukraine. Để thay đổi tình trạng lạc hậu của tăng thiết giáp, Việt Nam đã có một giải pháp nâng cấp một số xe tăng T-54 T-55 nhưng điều này vẫn không thể đáp ứng các yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Trong những năm 2000, Việt Nam được cho là có ý định mua 150 xe tăng T-72M1 là phiên bản xuất khẩu của T-72 cho các nước Đông Âu. Tuy nhiên kế hoạch này đã không thành công. Đến nay, theo một số nguồn tin, Việt Nam đang quan tâm đến xe tăng T-90MS của Nga. T-90MS là phiên bản nâng cấp hiện đại trên cơ sở xe tăng T-90S phiên bản xuất khẩu so với T90S sẽ tăng T90MS được trang bị động cơ mạnh hơn với công suất lên đến 1.130 mã lực. Nó có giáp phản ứng nổ ERA đời mới cùng các hệ thống điện và điện tử tiên tiến. Đặc biệt khoang chữa đạn trong xe được thiết kế lại để tăng cơ hội sống sót cho kíp chiến đấu nếu chẳng may đạn của đối phương có bắn trúng vào bên trong. Trong khi đó, mạng Sina của Trung Quốc hôm mùng 1 tháng 6 còn nói là quân đội Việt Nam hiện đang xem xét các xe tăng T-90MS và nói một con số cụ thể rằng Việt Nam có kế hoạch mua 28 chiếc để sử dụng thử và đánh giá hiệu quả. Trang mạng này cũng nhận định là lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam hiện nay cần ít nhất 200 xe tăng mới để nâng cao sức chiến đấu. Họ cũng cho rằng nếu Việt Nam mua các xe tăng mới thì các xe tăng này sẽ được bố trí ở các căn cứ quanh khu vực Hà Nội. Bài báo của mạng Sina sau đó đã được defense.pk của Pakistan dẫn lại để làm chủ đề cho các thành viên mạng này bình luận. Về cơ bản, các nhận xét của các trang mạng trong và ngoài nước đều đúng khi nói rằng lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam hiện nay đã quá lạc hậu, đòi hỏi phải nâng cấp Hầu như toàn bộ xe tăng của Việt Nam đều đã có tuổi đời hàng chục năm. Về kết cấu, các loại T54, 55 hay T62 ngày nay đều rất mong manh trước hỏa lực của các loại tên lửa chống tăng được phóng đi từ cả mặt đất hoặc trực thăng. Ngoài ra tốc độ bắn cũng như các năng lực tác chiến khác của các xe tăng này cũng thua kém hơn nhiều so với các mẫu xe tăng hiện đại. Trong thời đại thông tin bùng nổ ngày nay, chúng ta đã thấy rằng một khi quân đội định mua sắm một loại vũ khí gì, thường khó có thể giữ bí mật tuyệt đối. Bởi vì trước khi mua, người ta thường phải tiếp cận nhà sản xuất để xem xét đánh giá về tính năng vũ khí và quan sát thực tế khả năng của nó trong các đợt tập trận. Đó là một dấu hiệu để các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước có thể dự đoán một loại vũ khí nào đó đang lọt vào tầm ngắm của quân đội. Thứ hai là sự dò dỉ thông tin từ phía các nhà cung cấp vũ khí. Việc mua bán vũ khí cũng là một thông tin cần bảo mật, nhưng bên xem xét mua không thể yên tâm tuyệt đối vào bên bán. Bởi vì đơn giản nhất là bên bán muốn bán được nhiều, để tạo uy tín cho sản phẩm, không thể cấm họ chào hàng với một bên khác rằng sản phẩm này cũng đang được nước này nước kia rất quan tâm và muốn mua. Tuy vậy, những dự đoán của truyền thông dựa trên những đoàn quan sát tiếp cận không phải khi nào cũng đúng hoàn toàn. Trong vấn đề Việt Nam sẽ nâng cấp lực lượng xe tăng, để chắc chắn chúng ta cần thêm các dấu hiệu từ phía quân đội. Cách đây vài ngày, báo điện tử Thế giới trẻ đã liệt kê một số dấu hiệu từ phía các tướng lĩnh quân đội Việt Nam. Theo đó, ngày 3 tháng 6, Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại binh chủng Tăng Thiết Giáp. Trước đó ngày 30 và 31 tháng 5, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, tư lệnh binh chủng Tăng Thiết Giáp cũng đến trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 ở Đồng Nai để kiểm tra toàn diện các mặt công tác. Báo Thế giới trẻ nhận xét rằng, qua các động thái kiểm tra liên tiếp các mặt công tác của binh chủng Tăng Thiết Giáp mà tập trung vào khâu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong đó có việc tiếp cận làm chủ các loại vũ khí trang bị mới, rất có thể trong thời gian ngắn nữa sẽ có sự thay đổi về chất trong biên chế lực lượng xe tăng của Việt Nam. Ngoài các dấu hiệu đã nêu ở trên, chúng tôi cũng có một niềm tin rằng tăng thiết giáp sẽ là lực lượng được chú tâm đầu tư trước hết nếu Bộ Quốc phòng tiến hành nâng cấp trang bị cho lực lượng lục quân, bởi vì tăng thiết giáp là lực lượng cơ động đột kích mũi nhọn của lục quân. Cùng với pháo binh, tăng thiết giáp là lực lượng chi viện chiến trường rất quan trọng. Mặt khác, vừa rồi Trung tướng Phan Văn Giang đã được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng. Ông vốn xuất thân từ một sĩ quan tăng thiết giáp Do vậy chúng ta có nhiều lý do để tin rằng trong nhiệm kỳ này, khi lục quân được đầu tư nâng cấp thì tăng thiết giáp sẽ là một trong những ưu tiên trọng điểm. Vậy nếu nâng cấp lực lượng tăng thiết giáp thì loại xe tăng nào sẽ được lựa chọn? Hiện nay chưa thể nói chắc chắn là loại nào. Nhưng trong cả vài năm qua, khi nói đến loại xe tăng mà Việt Nam đang quan tâm thì được nhắc tới nhiều nhất là xe tăng T90. Đây là một dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Đặc biệt là phiên bản T90MS có rất nhiều ưu điểm. Nó có tới 3 lớp giáp gồm giáp composite bị động giáp phản ứng nổ RA và hệ thống phòng vệ chủ động Stora-1. Giáp phản ứng nổ bao phủ mặt trước thân và tháp pháo giúp xe tăng có thể chịu đựng được đạn RPG hoặc tên lửa chống tăng. Nó cũng được đánh giá là đủ sức chịu đựng đạn pháo tiêu chuẩn 120mm trên các xe tăng phương Tây. Bên cạnh đó, hệ thống Stora-1 sẽ tiêu diệt các tên lửa đang bay đến bằng cách phá hủy hệ thống chỉ định mục tiêu bằng laser và thiết bị đo xa của tên lửa. Để chống các thiết bị ngắm bằng laser, xe có 12 ống phóng để phun ra một màn xương nhằm gây nhiễu các thiết bị chỉ định bằng laser. Về hỏa lực, T-90 có một pháo nòng trơn cỡ 125 ly, một đại liên 12 ly 7 cùng súng máy đồng trục 7 ly 62. Cơ cấu nạp đạn tự động giúp nó có tốc độ bắn 6 đến 8 phát một phút và đặc biệt có khả năng vừa cơ động vừa bắn vẫn chính xác. Tuy nhiên khó khăn là giá một xe tăng T-90MS khá đắt, khoảng 4,5 triệu đô la. Như vậy để trang bị 100 xe tăng này cùng đạn dược đi kèm sẽ tốn hơn nửa tỷ đô la. Các bạn thân mến! Thời gian qua có một số bạn đã góp ý là VN YouTuber nên đánh số thứ tự các bản tin để tiện cho người xem theo dõi. Tiếp thu ý kiến này, chúng tôi đã tiến hành đánh số lại các bản tin về quân sự và Biển Đông trước đây. Theo đó, tính đến bản tin này là bản tin số 49. Nhân đây chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã quan tâm theo dõi và góp ý ủng hộ để VN YouTuber ngày càng hoàn thiện hơn. Bản tin số 49 của VN YouTuber xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.